Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 2021. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 112. Người xưa có nói một câu rất là hay. Mỗi ngày thường niệm Phật là mỗi ngày chúng ta sẽ được an tâm. Mỗi một người chúng ta đều rất cần được những ngày tháng an tâm. Nhưng không có phương pháp nào đặc biệt bằng niệm Phật để được an tâm. Lạ là trong câu Phật hiệu có một cái hạnh vô ý thí nằm bên trong. Nên một người mà thường niệm Phật thì thường sống những ngày tháng rất là yên tâm và vui vẻ. Những đứa thấy trong chùa mình rất là đông người, nhưng người nào cũng sống rất là vui vẻ và rất là tự tại. Vì sao? Vì mỗi ngày họ đều niệm Phật. Nên nói rằng là niệm Phật là phương pháp an tâm hữu hiệu nhất. Chỉ cần đi đứng nằm ngồi, một câu Phật hiệu thường nhớ niệm. Niệm như thế nào? Niệm A Di Đà Phật. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân có người hỏi Ngài, và Ngài trả lời rất là gọn. Niệm Phật lúc lâm chung với niệm Phật lúc bình thường, bên nào thù thắng hơn? Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân Ngài trả lời rằng giống nhau. Nên chư Tổ Sư nói người biết niệm Phật là như thế nào? Người biết niệm Phật là người mỗi ngày đang niệm Phật. Một câu rất đơn giản. Người mỗi ngày đang niệm Phật, thường xuyên niệm Phật, là người này là người biết niệm Phật. Không có nói cao xa gì hết. Chỉ cần bạn đang niệm Phật, bạn chỉ cần nương vào bổn nguyện niệm Phật và mỗi ngày đi đứng nằm ngồi niệm Phật, thì bạn là người đang có cái nguyện đời này phải sanh về thế giới cực lạc. Đức Phật A Di Đà Ngài dùng danh hiệu của Ngài để tiếp dẫn chúng sanh mười phương khắp pháp giới. Nên mỗi một người đang niệm Phật là mỗi một người muốn về quốc độ của Phật A Di Đà. Nên chúng ta chỉ cần đi đứng nằm ngồi thường nhớ Phật niệm Phật là người này thật sự có tâm muốn cầu giải thoát. Và nhớ dù là bao nhiêu cảnh ngộ đến với mình, nhưng người thường niệm Phật là người sẽ được an tâm. Không có dùng phương pháp nào an tâm bằng, chúng ta chỉ cần dùng cái tâm mình nhớ Phật là đủ rồi. Bao nhiêu lời nói an tâm vẫn không bằng. Bạn chỉ cần nhớ A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, vì trong câu Phật hiệu có cái hạnh vô ý thí nằm bên trong rất là đặc biệt thù thắng. Có nhiều người dùng bao nhiêu cách để được an tâm, làm bao nhiêu việc để được an tâm, nhưng không một phương pháp nào hữu hiệu bằng bạn nhớ ngay câu Phật hiệu. Vì bạn làm bao nhiêu phương pháp khác nó đều quá rộng rãi, còn một câu Phật hiệu này quá gọn gẽ. Chỉ cần bạn nhớ ngay câu Phật hiệu, nhất định sẽ được an tâm.
Việc này vì sao những đức nó mạnh dạn như vậy? Vì những đức thấy rằng là mỗi ngày những đức chỉ cần niệm Phật thì mỗi ngày những đức thường an tâm và vui vẻ, và hình như con người mình có đầy đủ năng lượng để đón người tiếp vật. Chỉ cần một câu Phật hiệu này thôi, dù là hai bên ngôi chùa rất là đông người, nhưng mà mình sống những ngày tháng rất là yên tâm, rất là vui vẻ. Những đức thường nhắc mình, khi mày vừa lo lắng là lúc đó mày đang bỏ câu Phật hiệu. Mày không muốn lo lắng là vì sao? Vì mày thường nhớ Phật, niệm Phật. Vì trong câu Phật hiệu sẽ cho mày sự bình an. Khi mày được bình an thì tất cả mọi việc trước mặt mày luôn luôn chuyển biến rất là tốt đẹp. Khi mày bị bất an là trước mắt mày tất cả những việc đều là lộn xộn lu bu, nó theo trạng thái đó mà ra. Nên người thường nhớ Phật, niệm Phật thì tức khắc mọi việc trước mắt mình diễn biến rất là đặc biệt an ổn. Vì sao chúng ta không niệm Phật mà đi bỏ câu Phật hiệu? Nên Ấn Tổ ngày nói một câu rằng người thường nhớ Phật tâm thường an ổn. Mà đã là tâm an ổn thì tất cả những việc gì mình làm đều rất tốt đẹp, đều là tùy duyên. Không có việc gì mình cảm thấy quá nặng nề, mình chỉ cần làm hết lương tâm mình, nhiệt tình hết mình, vậy là được rồi. Đừng nên đặt vấn đề gì quá nặng nề. Phải nhớ một câu Phật hiệu này mỗi ngày đều tán thán, kiên nhẫn cả đời mình niệm Phật và phiên người niệm Phật. Hồi trưa những đức nói với một anh em một câu rằng cả cuộc đời của mình mỗi ngày khoảng 3.000 người chúng ta cùng học tập và niệm Phật cả đời. Cả cuộc đời mình không ngày nào ngưng nghỉ, đến khi cuối cuộc đời. Số lượng này chúng ta về thế giới cực lạc, gặp nhau ở thế giới cực lạc, cuộc sống của mình đến thế gian này vô cùng là có ý nghĩa. Nhắm ngay câu Phật hiệu để niệm đến cùng, quyết chí đời này cầu sanh cực lạc. Ngày nào cũng bổ túc như vậy, bổ túc suốt cuộc đời. Mỗi một người được bổ túc giết rồi, tâm của mình kiên cố ngay câu Phật hiệu, không có một chút gì dao động tâm. Đây gọi là tính tâm kiên cố nhất định niệm Phật vãng sanh. Nhớ nghe quý vị, tính tâm kiên cố niệm Phật nhất định vãng sanh. Nên Đại sư Thiện Đạo ngài nói rằng vạn người niệm Phật, vạn người vãng sanh. Đó là tâm này, là tính tâm kiên cố niệm Phật nhất định vãng sanh. Vạn người niệm Phật, vạn người vãng sanh. Nên chúng ta bổ túc ngay câu Phật hiệu này là ngay bổ nguyện tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta cứ khuyên nhau hoài để gầy dựng tín nguyện cho thật kiên cố. Hồi sáng như Đức nói chuyện với đại chúng có nói một câu: thời thế nhiều kiếp nạn, khi chúng ta gặp bất cứ một kiếp nạn gì như vậy thì bất cứ mỗi một người chúng ta lúc đó nương vào ai? Nương vào bổ nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Ai chạy đôn chạy đáo, ai đi chốn tránh, chúng ta luôn luôn bình yên ngồi đó niệm Phật. Cái chết đến với mình, Phật A Di Đà rước mình về cực lạc. Nếu như mình chưa chết, tiếp tục mà niệm Phật nữa. Đây gọi là tín nguyện niệm Phật kiên cố tâm. Sống trong cái cuộc đời này
Chúng ta gần gũi bao nhiêu con người tạo nghiệp ác, sát sanh hại vật, bất hiếu với cha mẹ, làm bao nhiêu điều sai quấy. Chúng ta sống trong cuộc đời này là như vậy. Làm gì không có cái cộng nghiệp chung với nhau. Thí dụ như quý vị coi thời tiết bây giờ nóng bức, vô cùng là nóng bức. Ở trong chùa mình còn nóng, không chi là ở ngoài đời mà nhà cửa khít khít nhau. Ở trong nhà nhỏ xíu nóng bức cỡ nào. Những đứa coi đường trên thành phố thấy vắng vẻ vô cùng, trong khi lúc bình thường đường phố xe chật ních, chen chân không lọt. Vậy mà bây giờ vắng vẻ vô cùng, nhìn chỉ có một số xe Honda chạy lơ gơ một hai chiếc. Đường phố vô cùng vắng vẻ, cảm thấy lạnh lẽo. Trong thời điểm này mà người biết niệm Phật thì rảnh rỗi có thời gian ở nhà siêng năng nên niệm Phật. Niệm Phật là một phương pháp an tâm hữu hiệu nhất. Nhớ, niệm Phật là một phương pháp an tâm hữu hiệu nhất. Dành nhiều thời gian đó mà niệm Phật. Vì chúng ta đến cái cõi đời này nhất định sẽ cộng nghiệp cùng với chúng sanh, nên phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật. Lúc khi sự cố đến, chúng ta không nương tựa vào ai thù thắng bằng, nương tựa vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Đây là phương pháp đặc sắc để một đời này được giải thoát. Không có gì sợ hết. Quý vị coi năm nay hạn hán, thời tiết nóng nại, đúng không? Nhưng đến mưa thì mưa cho quý vị thấy, mưa sẽ nhiều vô cùng. Vì hạn quá hạn thì đến mưa thiệt là mưa nhiều. Chúng ta sống trong cuộc đời này, sống càng ngày thấy càng vất vả, kiếp nạn càng ngày càng nhiều. Không phải giảm mà kiếp nạn càng ngày càng nhiều. Thời tiết mưa gió thất thường, khí hậu thất thường. Chúng ta sống trong cái cảnh giới thất thường này, mỗi một người sống vô cùng là vất vả. Vậy thì tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc của mình nó càng dũng mãnh, càng tinh tấn. Vì sao? Sống trong một cái quốc độ khổ như vậy, chúng ta còn mong mỏi gì, lưu luyến gì ở đây? Quốc độ cực lạc đặc biệt tốt đẹp như là Đức Phật đã nêu phô diễn lên cho chúng ta phát tâm về. Nếu chúng ta là người có thiện căn phước báo nhân duyên thì cơ hội sắp sửa về thế giới cực lạc, chúng ta không có chút gì lưu luyến ở cõi đời này. Phải nhớ. Nhưng lúc còn sống thì chân thật sống cho thật tốt. Còn ở cuộc đời này làm được việc gì thì chân thật mà làm. Nên chân thật mà làm. Những đức thấy rằng khuyên người niệm Phật, kết duyên với người giúp cho người nghe được câu Phật hiểu. Người tiếp nhận bao nhiêu lợi ích bấy nhiêu. Người không tiếp nhận chúng ta đã kết duyên rồi. Riêng chúng ta phải gầy dựng tín nguyện cho thật kiên cố niệm Phật để cầu sanh về thế giới cực lạc. Những đức thấy trong thời điểm này, thời gian nữa có chừng, cả cái việc đặt máy gói gỡ đi, chúng ta có gỡ đi được hay không? Thấy nhiều nơi bây giờ cách ly, nên trong thời điểm này nếu còn gỡ đi được, quý vị nào chúng ta muốn đặt máy thì tranh thủ cứ đặt cho nó xong. Tại vì những đức nghĩ rằng thời gian nữa coi chừng cả bưu điện không biết có gỡ đi được hay không. Có máy nghe Pháp, trong thời điểm này nhiều người đang ở nhà, một là gieo duyên kết duyên cho họ để họ nghe được Phật Pháp. Biết đâu trong thời điểm này rảnh rỗi, trong thời điểm mà ở trong nhà, hoặc là trong thời điểm căng thẳng lại nghe Pháp và chịu niệm Phật. Nếu nhiều nhà biết niệm Phật như vậy thì kiếp nạn này sẽ quá dài. Biết đâu tự nhiên người ta lại nghe và phát tâm niệm Phật ăn chay. Được một người lợi ích lớn vô cùng một người. Những đức đang tặng máy cho tất cả những người xung quanh đây
Thì có một vị này gửi cho Nhuận Đức một số tiền, nhờ Nhuận Đức đặt máy với số lượng cũng lớn, hình như là mấy trăm chiếc máy, nhờ Nhuận Đức tặng những người ở địa phương xung quanh. Quý vị thấy rằng hình như mình làm một việc gì đó, tự nhiên sẽ có người cùng chung tay với mình làm. Xung quanh đây mình có duyên với họ, nên mình hết lòng dùng đa dạng phương tiện để giúp cho tất cả những người dân xung quanh đây. Mình hết lòng mình gieo duyên cho họ, tùy duyên. Chỉ cần có một cái tâm như vậy thì quý vị là người tu phước tu duyên vô cùng đặc biệt thù thắng. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nêu lên rằng dù cho cúng dường hằng hà sa thánh không bằng chúng ta kiêng dõng cầu chánh giác. Niệm Phật là đang cầu chánh giác, và mình tạo phương tiện cho người nghe được pháp môn Tịnh Độ là đang giúp cho họ cầu chánh giác. Tất cả các môn thí, không môn thí nào bằng thù thắng bằng thi pháp. Nên mỗi ngày chúng ta tới ở một nơi như vậy, nhưng mỗi ngày đều kết duyên với mấy ngàn người, chúng ta cùng phiên nhau niệm Phật. Đến lúc có sự cố kiếp nạn gì, chúng ta luôn luôn bình yên, tự tại, không có sợ hãi. Vì sao? Đến rồi, đến lúc ta phải về thế giới cực lạc rồi. Mỗi ngày đều trông chờ ngài Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Bây giờ đến lúc Phật A Di Đà đến tiếp dẫn chúng ta, vô cùng là vui mừng để theo ngài về thế giới cực lạc. Vì sao? Vì mỗi ngày con nhớ ngài, con niệm danh hiệu của ngài. Đối với cuộc đời bao nhiêu kiếp nạn này, lưu luyến gì quý vị? Làm một chút việc gì đó ở cuộc đời này, sanh không mang đến, chết không mang đi. Cuộc đời con người cuối cùng chúng ta đến đây để làm gì? Không lẽ chúng ta đi đến đây sống mấy chục năm, rồi chúng ta tạo ra một đống nghiệp, rồi chúng ta cầm theo đi gặp vua Diêm Vương để tính sổ sao quý vị? Không lẽ chúng ta đến cuộc đời này để làm như vậy sao? Chúng ta phải làm gì cảm thấy rằng khi một hơi thở thở ra không hít vào, mình cảm thấy mình yên tâm vô cùng thoải mái, mà đi đến một quốc độ tốt đẹp an vui chứ, đúng không quý vị? Ngồi suy nghĩ đi, phải làm một cái gì đó. Nên mỗi ngày Nhuận Đức nói chuyện cùng với đại chúng, an tâm nhau vui vẻ niệm Phật và nêu lên cho họ nghe rằng chúng ta chỉ có niệm Phật thôi mà chúng ta vui như vậy, hóng chi quốc độ của Đức Phật A Di Đà vui cỡ nào. Chúng ta còn ở cõi đời này, chúng ta mỗi ngày niệm Phật thôi mà chúng ta đã hưởng được niềm vui an tâm như vậy rồi. Nên nói rằng niệm Phật là phương pháp an tâm hữu hiệu nhất, hiểu không? Ai nhìn mình người ta cũng muốn niệm Phật, vì sao? Vì thấy mình an tâm vui vẻ. Nên nhiều người tự nhiên người ta bước đến chùa mình, tự nhiên người ta bước vào, người ta nói có một cái cảm giác bình an vô sự. Nhuận Đức nói với họ, cảm giác này là vì nhiều người niệm Phật, nhưng sống ở cuộc đời này không có chỗ nào mà hoàn toàn bình yên cả. Nhiều hay ít, nhất định phải có kiếp nạn. Chỉ có thế giới cực lạc hoàn toàn không có kiếp nạn. Nên mới nói là an vui cùng cực, tiếng khổ còn không nghe, không chỉ là có khổ. Mỗi một người mình nên chăn quý, phải chăn quý cái duyên mà chúng ta đang gặp ở đây. Mỗi ngày phiên nhau niệm Phật như vậy, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, lúc nào trong người mình cũng phát câu Phật hiệu, gọi là sông ớt thăng tâm mình. Chùa mình có Phật hiệu này bao trùm xung quanh. Con người mỗi ngày ai cũng niệm Phật, mấy bà cụ già ngồi đâu cũng cầm máy bấm số niệm Phật. Câu Phật hiệu cứ thường xuyên, mấy trăm con người cứ niệm xuyên suốt.
Giờ nào họ ngủ thì họ ngủ, nhưng chiếc máy xung quanh chùa vẫn là niệm xuyên suốt. Dùng cách này hay. Ngủ thức dậy là trước nhất là sẽ nghe câu Phật hiệu đầu tiên. Nên câu Phật hiệu trong chùa mình không gián đoạn. Nên cái từ trường trong chùa nó thiệt là tự tại và an tâm. Nên con người tự nhiên bước đến nó có một nguồn năng lực gì đó để tiếp cho mình. Tại vì cái từ trường nó quá mạnh sự an tâm, nên tiếp cho mình một sự an tâm. Mà an tâm thì tức khắc mình sẽ quên mất đi những cái sự bất an trong cõi lòng. Con người mình thường lo sợ, thường bất an là vì mình quên câu Phật hiệu. Chứ nếu như mình thường nhớ câu Phật hiệu này, nhất định mình sẽ thường an tâm. Phải nhớ. Nên đặc biệt vô cùng chúng ta phải thường nhớ Phật, niệm Phật. Nói tới nói lui cuối cùng chúng ta chỉ có phiên nhau niệm Phật làm chính. Vậy mà cứ nói hoài như vậy mà chúng ta có khi vẫn là quên. Phàm phu mình rất dễ quên, và chúng ta rất dễ bị ngoại cảnh lôi kéo. Nên chỉ có một câu Phật hiệu này là chúng ta có thể áp dụng đặc biệt nhất. Nên nhấn mạnh ngay điểm là phải niệm Phật. Bạn muốn an vui tự tại vào một đời này giải thoát, bạn nhắm ngay mục tiêu là nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Tuyệt vời. Đây là một phương pháp đặc biệt tuyệt vời. Nếu như nói bao la vạn trượng, có khi chúng ta quên mục tiêu chính là niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên những cái bài học tập của chúng ta thời gian rất ít, nửa tiếng trở lại, nhưng đều là xây dòng ngay chỗ niệm Phật mà thôi. Làm cho con người nghe bạn sẽ bị ấn tượng niệm Phật. Vì sao ông thầy này tán thán ngay câu Phật hiệu như vậy? Vì chính tôi có cảm giác niệm Phật được một cái sự lợi ích vô cùng là lớn. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ dám suy nghĩ rằng tôi có thể lo cho được 10 người. Lúc chưa đi tu chưa bao giờ dám suy nghĩ điều này. Khi mới bước vào đạo cũng chưa từng dám suy nghĩ chuyện này. Nhưng không ngờ chỉ có niệm một câu Phật hiệu và chúng ta có thể mỗi ngày lo cho khoảng 700 người có cuộc sống ổn định và bình yên. Và bao nhiêu con người mỗi ngày nghe chúng ta chia sẻ, họ cũng được sự bình an. Nên câu Phật hiệu này tôi đã nếm được một chút hương vị. Chỉ có niệm Phật thôi, đặc biệt như vậy. Cảm thấy cuộc sống mỗi ngày rất bình an vô sự. Hình như bao nhiêu sự việc người ta bất an, nhưng mình luôn luôn an tâm. Vì sao? Vì mình luôn luôn đem cái an tâm để chia sẻ cho người khác. Đã là đem sự an tâm chia sẻ cho người khác thì ta sẽ được an tâm. Quý vị đang cho người ta cái gì? Cái bất an thì quý vị sẽ là người bất an. Quý vị đem cái an tâm tặng cho người thì quý vị sẽ được an tâm. Nhớ gieo nhân gì gặt quả bao nay. Mỗi một người chúng ta là thường bị cái bệnh là tự mình dọa mình. Cái ngoại cảnh dọa mình không đáng sợ, nhưng nội tâm mình dọa mình mới là đáng sợ. Nó dọa mình, nó tự phân tách ra rồi, nó tự dọa mình, nó hù mình. Nó tự mình hù mình, không có cái ngoại cảnh đáng sợ, mà nội tâm mới là đáng sợ. Vậy thì chúng ta dùng tâm nhớ Phật thì không có cái chuyện bất an, mà chúng ta thường an tâm. An tâm thì mọi cảnh an, bất an thì tất cả việc đều bất an. Mà muốn an tâm thì phải dùng tâm nhớ Phật, niệm Phật. Tuyệt vời. Trong gia đình chỉ cần có một người niệm Phật mà luôn luôn bình tĩnh thì trong gia đình này là có phước. Mọi người nhìn người này tức khắc thấy an tâm. Cũng như chùa chúng ta đông người như vậy, mỗi ngày những đức chỉ cần an tâm vui vẻ, những đức tự tại an lạc, thì tất cả người trong chùa này họ đều rất thoải mái an lạc, không có gì lo âu. Nhưng những đức chỉ cần lo âu sợ hãi, chỉ cần bất an là cả chùa này sẽ lo âu và bất an. Quý vị thấy cái đầu não quan trọng không? Nên trong gia đình có một người đứng đầu mà biết niệm Phật an tâm, vậy thì cả gia đình này sẽ an tâm. Như vậy thì quý vị là người biết tu trong thời điểm bất an nhất, quý vị phải là người lãnh đạo gia đình. Nếu như để cho người không tu mà lãnh đạo chúng ta thì cái việc này chúng ta là người tu rất là dở. Nếu như quý vị nói rằng mình không có quyền bằng họ, không có quyền bằng họ, chúng ta không cần nói gì quyền hạn. Họ là người lo âu vô cùng, ta không cần phải lo âu gì hết. Ta vô cùng tự tại và an tâm. Họ nhìn thần sắc của chúng ta vô cùng tự tại, lúc nào cũng tự tại. Họ sẽ tự hỏi chúng ta. Chúng ta nói rằng học Phật hiểu nhân quả rồi,
con người đến cõi đời này ai cũng sẽ chết một lần. Đã là cái chết còn không nặng nề như vậy thì còn gì phải sợ những cái gì khác. Con người đáng sợ nhất là khi chúng ta chết, nhưng chúng ta vẫn không sợ cái chết, như vậy thì còn cái gì dọa được chúng ta? Chúng ta chỉ có sợ chết và không biết chết về đi về đâu thì chúng ta sẽ tự nhiên bất an. Nhưng chúng ta bây giờ niệm Phật, chúng ta tin Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta về cực lạc, nên chúng ta luôn luôn an tâm. Cách này là cách vô cùng đặc biệt để cho người không biết tu nhìn nhận mình và thấy đúng niệm Phật có cái hay. Người này luôn luôn bình tĩnh, luôn luôn bình tĩnh. Còn nếu như mình là người biết tu biết niệm Phật mà bị người không tu áp đặt mình và mình bị họ dọa và cuối cùng ta sợ luôn, như vậy thì đối với cái góc độ họ nhìn nhận mình là người tu, gặp những sự cố họ thấy mình cũng vô cùng tầm thường, không có gì cả. Thí dụ như bây giờ quý vị nói cao xa gì, trong gia đình mình có vài ba người thôi, mình đã vô cùng bất an với cái việc kinh tế của cuộc sống. Còn quý vị coi, người ta mỗi ngày đông người như vậy mà người ta không có gì bận tâm nặng nề cả, ai mượn bạn đi đem cái gánh nặng để trên vai làm chi? Chúng ta mỗi ngày khuyên nhau cùng an tâm cho nhau thôi, đủ rồi. Mỗi một người đều có phước báo nhân duyên khác nhau, mỗi một người đều có nhân duyên sống của họ. Chúng ta làm gì phải ôm đạm, chúng ta làm gì phải đem bao nhiêu sự việc để gánh nặng trên vai? Tại sao chúng ta không tự tại? Tự tại vẫn là tốt hơn là bất an dùm cho họ. Chúng ta khuyên họ an tâm, chúng ta không muốn kêu họ bất an. Họ muốn bất an là chuyện của họ, còn ta luôn luôn an tâm. Khi ta mạnh dạn an tâm, thường nhớ Phật thì an tâm, thì họ cũng sẽ thường niệm Phật để được an tâm. Người niệm Phật muốn khuyên người, trước nhất mình phải làm việc này cho bằng được. Nên hội chúng khắp nên nghe những đức chia sẻ như vậy. Quý vị thấy ngày nào những đức cũng bình thường như vậy. Chùa chúng ta trong thời điểm này mỗi ngày chi dùng còn nhiều hơn bình thường. Vì sao? Vì đông người nhiều. Thêm cái nữa là trong thời điểm này cuộc sống ăn uống càng phong phú hơn nữa. Vì sao? Bây giờ dùng được, vì sao không dùng đi? Chúng ta còn đợi chờ gì nữa? Đây là cũng là một phương pháp hỗ trợ cho tất cả những người sống bên cạnh mình, ai cũng không cần phải lo âu gì hết. Tốt hơn là đi lo âu. Khi lo âu sợ hãi thì chiêu cảm những cái phần tử không tốt đến với mình. Khi tất cả mọi người cùng sống, ai cũng an tâm vui vẻ niệm Phật, như vậy thì kết thành một từ trường này rất tuyệt vời. Phải nhớ, đây là một phương pháp đó quý vị. Nên mỗi một gia đình nên chân thật niệm Phật. Người biết niệm Phật nên siêng năng niệm Phật. Dù ở nơi những khu cách ly, nhưng quý vị cứ bình an niệm Phật, luôn luôn đón chờ cái chết đến với mình, không có gì phải sợ hãi cả. Nên chân thật niệm Phật, nương vào bổn nguyện của Di Đà. Nếu thọ mạng đến, Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc thì qua tổ, chấm dứt sự khổ đau của vô lượng kiếp. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người niệm Phật luôn luôn gầy dựng được tín nguyện thật là kiên cố. Khi bỏ báo thân này, tất cả chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.